Xin chào anh chị, ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu với anh chị về một cơ hội đầu tư nằm tại xã thôn Trung Hiệp, xã Cam Hiệp Bắc của huyện Cam Lâm. Đây là Hùng đang đứng trên, đây là đường trục trước đất, đây là đường liên thôn nha với anh chị. Cái lô đất của mình ở đây, lô đất của mình đây là ngang 8m, tổng diện tích của mình nó là gần 480m2, sát với cái lô đất mới vừa là làm rất là đẹp đúng không ạ. Toàn bộ cái khu vực này là quy hoạch là đất ở nông thôn hết nha anh chị. Cái con đường này chúng ta sẽ con đường đi liên thôn đúng không ạ? Hướng ngược lại thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía bên ngoài đúng không ạ? Sẽ kết nối và cái phía xa xa bên kia chính là con đường lập định số môn quy hoạch rộng 30m nha quý anh chị. Xung quanh đây thì dân cư là hiện hữu rồi, điện nước là đầy đủ rồi, sổ sách pháp lý đầy đủ hết nha quý anh chị. Bài bản rõ ràng, giá đầu tư quý anh chị nào quan tâm thì có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại chạy trên màn hình thì Hùng sẽ chia sẻ thêm. Xin cảm ơn tất cả anh chị.